Thưa quý khán giả và các đồng chí, huấn luyện toàn diện chuyên sâu, tập trung rèn luyện nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các bộ phận, lực lượng, đó là phương châm chính của Lữ đoàn 204 Binh chủng Pháo binh khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chuyên ngành pháo binh đối với các chiến sĩ khi bước vào giai đoạn 2. Đây cũng là giai đoạn những người lính được học những nội dung chuyên sâu hơn, đòi hỏi cao hơn về trình độ nhận thức, thể lực và bản lĩnh chiến đấu. Khó khăn, thách thức, vượt qua nó chưa bao giờ là điều dễ dàng. Song với sự trưởng thành từ những năm tháng huấn luyện tân binh trước đó sẽ là nền tảng vững chắc để các chiến sĩ pháo binh hôm nay tiếp tục vượt nắng, thắng mưa, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sức khỏe dẻo dai với đôi chân đồng vượt qua mọi địa hình. Đôi tay nhanh nhẹn, thao tác thuần thục, chuẩn xác. Cơ động nhanh, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ trong từng động tác. Đó là yêu cầu đặt ra cho những người lính pháo binh trong quá trình huấn luyện, cũng là yếu tố để tạo nên sức mạnh chiến đấu của đơn vị, tạo nên những pháo thủ chân đồng vai sắt của quân đội Việt Nam. Một ngày mới của những chiến sĩ tại Lữ đoàn 204 được bắt đầu bằng tiếng bước chân chạy dài trên những con đường nhỏ như thế này. Đối với bộ đội pháo binh, một đôi chân chắc khỏe là yêu cầu đầu tiên để những người lính sẵn sàng bước vào giai đoạn huấn luyện chuyên sâu. Đặc trưng của khí tài pháo binh chính là xe to, pháo lớn. Mỗi đầu đạn, ống phóng của các loại pháo xe kéo đều có trọng lượng gần 50kg. Mỗi quả đạn pháo của khí tài BM-21 cũng lên tới hơn 100kg, là những thử thách không nhỏ đối với các pháo thủ trong quá trình thao tác. Chính vì vậy, công tác rèn luyện thể lực cho các chiến sĩ được đơn vị đặc biệt chú trọng. Nếu như ở giai đoạn tân binh, trong việc rèn luyện thể lực, các chiến sĩ được tập các bài tập thể dục buổi sáng, hoạt động thể dục thể thao thông thường, thì ở giai đoạn này, các chiến sĩ sẽ được rèn luyện thể lực với các bài tập ở cường độ cao với nhiều nội dung đa dạng. Trong quá trình tổ chức huấn luyện cũng như là tham gia diễn tập các cấp thì cái yếu tố sức khỏe là vô cùng quan trọng. Thì đối với pháo thủ của lữ đoàn thì ngoài cái yếu tố sức bền thì còn rèn luyện cái yếu tố sức nhanh. Như vậy là trong quá trình tổ chức huấn luyện thể lực thì chúng tôi tập trung chú trọng một số cái nội dung như là các cái bài chạy, rồi bơi, động tác nâng tạ hoặc là các cái bãi vật cản huấn luyện thể lực tổng hợp. Kết hợp những nội dung đấy nhằm nâng cao cái sức khỏe của bộ đội trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Bãi tập tổng hợp là nơi rèn luyện thể lực dẻo dai cho các chiến sĩ. Tại bãi tập này được thiết kế nhiều dụng cụ, bảo đảm các cán bộ chiến sĩ có thể luyện tập nhiều nội dung cùng một lúc để chiến sĩ có thể làm quen với quá trình rèn luyện thể lực ở giai đoạn này. Các bài tập được xây dựng từ thấp đến cao, từ dễ đến khó. Quá trình rèn luyện thể lực tại đây đã giúp pháo thủ phát triển toàn diện các nhóm cơ bắp, tăng sự khéo léo, bền bỉ, dẻo dai, làm nền tảng bước vào các nội dung huấn luyện ở giai đoạn tiếp theo. Đối với cái lực lượng pháo thủ thì ngoài cái yếu tố sức bền, sức nhanh nhẹn thì còn rèn luyện cả sự phán đoán trong quá trình lấy phân tử cũng như là xử trí các tình huống. Bởi vì cái đặc điểm của pháo BM-21 thì cũng rất dễ xảy ra hỏng hóc và cái việc tính toán và lấy phân tử lên pháo yêu cầu đòi hỏi là phải nhanh. Như vậy thì phải kết hợp được tất cả các yếu tố về sức nhanh, sức bền, rồi thể lực, trí lực của bộ đội để hoàn thành nhiệm vụ. Trong quá trình tổ chức huấn luyện cũng như là diễn tập chiến thuật các cấp thì chúng tôi xây dựng đa dạng các cái tình huống để bộ đội xử lý. Là đơn vị huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Lữ đoàn 204 ngoài nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới thì công tác huấn luyện các khoa mục chung về chiến thuật bộ binh thì huấn luyện chuyên sâu làm chủ dàn pháo BM-21 là nội dung huấn luyện trọng tâm của đơn vị. Với ưu thế về tính cơ động nhanh, phát huy được hỏa lực với hiệu quả bắn chính xác, phù hợp với điều kiện địa hình tác chiến Việt Nam, BM-21 hay còn được gọi là pháo Katyusha, được xem là một trong những vũ khí chủ lực của pháo binh trong hiệp đồng tác chiến quân binh chủng. Điều này cũng đặt ra yêu cầu cao đối với cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị. Với mục tiêu, chiến thuật phải đánh giỏi, về kỹ thuật phải bắn trúng, tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu. Nhưng để đạt được mục tiêu và có các kỹ năng hoàn hảo của pháo thủ toàn năng, mỗi chiến sĩ đều phải trải qua các bài huấn luyện đặc thù trên thao trường nắng gió này.
Trong tác chiến hiện nay và trong cái chiến tranh hiện đại thì pháo binh nói chung vẫn là cái hỏa lực chủ yếu của lục quân và giữ cái vai trò hết sức quan trọng trong tác chiến. Trong đó thì pháo BM-21 là một cái loại pháo đặc chủng, pháo có cái khả năng cơ động linh hoạt và thời gian chuyển thế từ hành quân sang chiến đấu rất nhanh, đòi hỏi là huấn luyện ở cái cường độ cao và cái sức cơ động của cái hỏa lực cũng như là cơ động hỏa khí đối với thì pháo BM-21 đáp ứng một cách rất là tốt. Và hiện nay thì chúng tôi vẫn đang tập trung để huấn luyện và làm sao nâng cao cho cán bộ chiến sĩ sử dụng thành thạo cái loại pháo BM-21. Đặc thù trong huấn luyện pháo binh đòi hỏi sự chính xác cao là kết quả của quá trình đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể. Đó cũng là sự gắn kết chặt chẽ giữa các phân đội trinh sát, kế toán, bảo đảm, pháo thủ, thông tin, tạo nên sự nhịp nhàng, ăn khớp của từng bộ phận. Chính vì vậy, để có được những pháo thủ toàn năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Lữ đoàn 204 luôn chú trọng huấn luyện các phân đội một cách có hệ thống, bảo đảm nắm chắc cả kỹ thuật cá nhân, kỹ thuật chuyên ngành và chiến thuật binh chủng. Đặc biệt, công tác tuyển chọn, phân loại chiến sĩ huấn luyện theo các chuyên ngành khác nhau của pháo binh được đơn vị tiến hành chặt chẽ. Về cái việc xây dựng cái kế hoạch thì chúng tôi bám sát theo cái chương trình huấn luyện của đơn vị pháo binh để tiến hành xây dựng kế hoạch huấn luyện, bảo đảm là khoa học và sát với thực tế thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Còn quá trình mà tổ chức bước vào huấn luyện thì chúng tôi huấn luyện bám sát theo cái phương châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chiều sâu và lấy thực hành làm chính. Và cái quá trình huấn luyện thì chúng tôi cũng rất coi trọng cái nội dung là kết hợp giữa huấn luyện và rèn luyện, đặc biệt ở đây là rèn luyện tác phong, rèn luyện tâm lý, rèn luyện bản lĩnh cho bộ đội trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ngay sau khi kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới, dựa trên các điều kiện về phẩm chất, năng lực sức khỏe, đơn vị tiến hành chọn những chiến sĩ vào từng chuyên ngành phù hợp theo tố chất của mỗi người. Cụ thể, đối với các chiến sĩ trinh sát, đo đạc kế toán pháo binh yêu cầu sự tỉ mỉ, cẩn thận, tính toán nhanh. Chiến sĩ thông tin yêu cầu nghe rõ, nói gọn, truyền đạt mệnh lệnh một cách rõ ràng, dứt khoát. Đối với pháo thủ lại là những chiến sĩ nổi bật với sức khỏe tốt, tác phong nhanh nhẹn, linh hoạt trong xử lý tình huống. Thì ngay từ khi mà kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới, chúng tôi đã tiến hành phân loại các cái đối tượng để phù hợp với từng chuyên ngành. Những đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất để biên chế về các cái chuyên ngành như pháo thủ, trinh sát, thông tin, kế toán, đo đạc để đưa ra cái phương pháp và thời gian tổ chức huấn luyện hợp lý nhất. Để mục đích là phát huy tối đa cái năng lực trình độ của từng cá nhân một. Còn trong quá trình thực hành huấn luyện thì chúng tôi duy trì chặt chẽ các cái chế độ nền nếp về huấn luyện, đặc biệt là huấn luyện ban ngày, huấn luyện ban đêm. Huấn luyện các cái địa hình phức tạp, các cái bãi gần rồi bãi xa đơn vị, mục đích là để bộ đội làm quen dần với các cái môi trường điều kiện khác nhau và nâng cao cái việc là thao tác cái tính toán phần tử. Sau khi kết thúc giai đoạn huấn luyện chiến sĩ mới thì chúng tôi đang bước vào giai đoạn huấn luyện chiến sĩ chuyên ngành 52 thì học về chuyên ngành chuyên sâu thì nó đòi hỏi rất nhiều về thể lực và thứ hai là tập trung nhiều vào cái làm chủ được trang bị khí tài và đặc biệt là việc liên kết với chỉ huy ở trên các chuyên ngành khác để mà chúng tôi hợp đồng chỉ huy bắn. Và phần ban đầu thì chúng tôi do cũng là mới tiếp cận thì chúng tôi cũng có nhiều những khó khăn, đặc biệt là những lấy cách lấy phần tử trên pháo. Nhưng mà sau một thời gian được học tập và rèn luyện thì chúng tôi cũng đã dần dần thích nghi với những trang bị sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Pháo BM-21, hệ thống tổ hợp phức tạp với nhiều chi tiết, cụm thiết bị điện, điện tử, quang học, đạn dược, đòi hỏi mỗi thành viên trong khẩu đội phải nắm vững về cấu tạo kỹ thuật của pháo, thuần thục trong từng thao tác nhỏ nhất để điều khiển pháo chính xác. Theo đó, trong giai đoạn huấn luyện chuyên sâu, các chiến sĩ pháo binh phải trải qua các bước học tập về lý thuyết, học nguội trên khí tài trước khi trải qua nội dung thực hành bắn pháo trên thao trường. Giai đoạn này nhằm giúp bộ đội làm quen và thuần thục các yếu lĩnh, động tác, nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến trong khẩu đội, trung đội. Theo đó, công tác huấn luyện được bắt đầu riêng với từng thành viên trong khẩu đội. Khi đã nắm vững được lý thuyết, thành thục trong động tác, thì mới tới huấn luyện chiến thuật trong từng phân đội, huấn luyện hiệp đồng quân binh chủng. Phần lý thuyết rất là quan trọng để cho các phần đồng chí chiến sĩ mới vừa huấn luyện xong tân binh có thể nắm được cấu tạo, tính năng khí chiến thuật để đáp ứng được phục vụ cho quá trình huấn luyện chuyên ngành và phục vụ diễn tập cũng như chỉ huy bắn và chiến đấu sau này. Khi có nắm vững được cấu tạo và tính năng khí chiến thuật của đối với loại pháo BM-21 này thì trong quá trình thực hành thì các đồng chí chiến sĩ mới trên các cương vị pháo thủ khác nhau
mới có thể thao tác chính xác và tốc độ đảm bảo được yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Pháo binh là hỏa lực mạnh, bắn gián tiếp với tầm bắn xa. Chính vì vậy, để có những phát bắn chính xác vào mục tiêu, pháo binh cần có đội ngũ trinh sát, kế toán pháo binh giỏi. Thường xuyên luyện tập với các tình huống có độ khó cao dần cùng quá trình tự học, tự rèn là cách thức để những người lính chinh phục hàng trăm phép tính nhằm đưa đạn đến mục tiêu. Sau khi nhận được mục tiêu ngoài thực địa, tôi nhanh chóng tìm phương vị và cự ly báo lên cho tiểu đội trưởng. Sau khi nhận được phương vị từ trinh sát viên số 1, tôi xác định tọa độ đài báo cho kế toán viên xác định phần tử. Sau khi nhận được tọa độ mục tiêu của đồng chí tiểu đội trưởng, tôi nhanh chóng tính toán phần tử, báo cáo lên đồng chí trung đội trưởng. Chúng tôi là những người lính pháo binh trong phân đội đài quan sát. Với nội dung huấn luyện phân đội đài quan sát thì cần sự hiệp đồng giữa các bộ phận trinh sát, hai chuyên ngành kế toán, ba là chuyên ngành thông tin. Để bảo đảm hiệp đồng giữa chỉ huy và phân đội cần sự nhịp nhàng và xác định phần tử bắn nhanh, kịp thời, chính xác. Để tổ chức luyện tập được thuần thục các nội dung động tác hiệp đồng giữa chỉ huy và phân đội và các bộ phận thì ngay từ đầu là phải tiến hành xác định các nội dung huấn luyện và luyện tập cho nó phù hợp đối với từng đối tượng, xác định từng tiêu chuẩn cũng như các cái nội dung để phù hợp, đảm bảo là luyện tập từ phân đoạn đến tổng hợp và thuần thục, sau đó mới tiến hành hiệp đồng giữa chỉ huy và phân đội và đối với các phân đội với nhau. Trong đội hình pháo binh, đội ngũ kế toán, trinh sát, đo đạc, thông tin được xem là tai mắt của chỉ huy. Để hoàn thành nhiệm vụ, đòi hỏi chiến sĩ phải có kiến thức tổng hợp của nhiều nội dung như địa chất, khí tượng thủy văn, toán học, vật lý. Sau khi đo đạc, sửa các thông số gió, độ chênh cao, nhiệt độ, xác định thực địa, cùng thực hiện nhiều phép tính khác nhau, người lính mới có thể tìm ra được tọa độ mục tiêu, phần tử bắn chính xác và báo về cho pháo thủ. Sử dụng thành thạo các trang bị khí tài của ngành đo đạc, kế toán là yêu cầu không thể thiếu, đặt ra cho các chiến sĩ khi bước vào giai đoạn huấn luyện chuyên sâu. Giới thiệu với các đồng chí, đây là bàn đạc, là một khí tài quan trọng không thể thiếu đối với những chiến sĩ kế toán như tôi. Muốn sử dụng được bàn đạc này, chúng ta phải nắm vững được cấu tạo của bàn đạc. Và đối với chiến sĩ kế toán thì cái khó khăn nhất trong đó là việc xác định chính xác tọa độ của mục tiêu mà không được sai lệch, sai số quá nhiều. Ví dụ khi tôi nhận được tọa độ và phương vị của từ đồng chí tiểu đội trưởng, tôi phải xác định tọa độ của đài chân địa trên bàn đạc, rồi sau đó xác định tọa độ mục tiêu để tính toán ra cự ly và phương vị. Đặc biệt, để phát huy tối đa tác dụng của các loại máy móc định vị mục tiêu thế hệ mới mang tính tự động hóa, mỗi cán bộ chiến sĩ trinh sát, kế toán của đơn vị đều nêu cao tính chủ động trong nghiên cứu, học tập, làm chủ khoa học kỹ thuật, làm chủ các trang thiết bị hiện đại, sử dụng thành thạo trong mọi điều kiện nắng, mưa, đêm, ngày, phục vụ có hiệu quả cho chỉ huy chiến đấu. Bên tay phải tôi là máy camera hình nhiệt, là một trong những khí tài quan trọng của trinh sát đo đạc pháo binh. Như các đồng chí đang quan sát, trên máy có rất nhiều chi tiết trong quá trình huấn luyện, chúng tôi cần huấn luyện cho chiến sĩ nắm chắc về cấu tạo của máy cũng như tính năng kỹ chiến thuật của máy để bảo đảm cho chiến sĩ trong quá trình sử dụng cũng như trong quá trình chiến đấu được bảo đảm đạt được hiệu suất chiến đấu cao nhất cũng như là bảo đảm trong quá trình bảo quản và giữ gìn máy của máy khí tài. Đối với ngành trinh sát đo đạc pháo binh thì không chỉ đối với mỗi khí tài này mà người chiến sĩ trinh sát cần nắm thêm về cách tính toán cũng như là súng bắn đạc, tính toán tìm phần tử bắn, làm sao cho bảo đảm mức chính xác cao nhất cũng như thời gian nhanh nhất để bảo đảm bắn trúng đúng thời cơ, trúng mục tiêu và bảo đảm thời gian nhất. Độ khó của chương trình huấn luyện ngày càng được nâng cao, vì vậy ở từng động tác yếu lĩnh đòi hỏi các chiến sĩ phải thuần thục chính xác ở những chi tiết nhỏ nhất. Đối với mỗi người lính, giai đoạn huấn luyện thực hành bắn pháo là giai đoạn huấn luyện vất vả nhưng lại tạo ra nhiều hứng thú nhất. Cứ mỗi khi vượt qua một nội dung huấn luyện, họ lại thấy mình cứng cáp hơn, bản lĩnh hơn để sẵn sàng cho những bài tập mới.
Đại đội, về vị trí chuẩn bị lên xe. Trung đội, về vị trí chuẩn bị lên xe. Hậu đội, về vị trí chuẩn bị lên xe. Các số chuẩn bị cho báo. Nhanh chóng cơ động về vị trí triển khai khí tài, đôi tay thao tác thuần thục, dứt khoát. Chỉ trong ít phút, những dàn pháo hỏa lực BM-21 đã được cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 204 đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Bằng những thao tác thuần thục chuẩn xác cùng sự phối hợp ăn ý giữa các số pháo thủ, chỉ trong chớp nhoáng, những dàn pháo BM-21 đã lấy xong phần tự bắn với độ chính xác cao. Đối với lại pháo BM-21 này thì nó khác với lại pháo xe cáo bình thường là nó có tính cơ động rất cao và khả năng thao tác bằng hệ thống điện và điện tử, cho nên là quá trình huấn luyện cho bộ đội thì quan trọng nhất là phần thao tác thực hành trên pháo. Phần này chúng tôi thường chú trọng vào phần sử dụng chiếm lính, dùng pháo và khả năng chỉ huy bắn thao tác của bộ đội, đạt tốc độ đảm bảo yêu cầu lấy phần tử tác chiến nhanh để rút khỏi trận địa và di chuyển sang trận địa mới. Để thao tác chính xác nhanh thì pháo thủ cần phải nắm vững được động tác cơ bản và có khối lượng thể lực đảm bảo để thực hiện được động tác nhanh, gọn và đúng yêu lính cơ bản đề ra. Vượt nắng, thắng mưa. Đó không chỉ là vượt qua gian khổ khi thực hiện nhiệm vụ, đó còn là sự vượt lên những áp lực tâm lý của bản thân. Chính tinh thần miệt mài trong huấn luyện đã giúp những người lính pháo binh 204 nỗ lực nâng cao khả năng hiệp đồng chiến đấu, làm chủ dàn pháo BM-21. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện sát với yêu cầu thực tế chiến đấu và tình hình đơn vị đã tăng cường huấn luyện thực hành bắn pháo nhiều tình huống khác nhau. Những tình huống này được xây dựng sát với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ của đơn vị, phù hợp với từng đối tượng huấn luyện. Theo đó, công tác huấn luyện theo tình huống được tiến hành đồng bộ từ khâu soạn thảo, xây dựng kế hoạch, viết giáo án và tập huấn phương pháp huấn luyện. Đội ngũ cán bộ chủ động nghiên cứu, cập nhật, bổ sung các nội dung mới vào tài luyện huấn luyện tình huống ở cấp mình, bảo đảm sát với thực tế. Qua thực tế bắn hạn thật và tổ chức diễn tập đã khẳng định việc đẩy mạnh huấn luyện cho chiến sĩ theo tình huống tại đơn vị đã tạo ra bước đột phá trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời góp phần nâng cao sự linh hoạt, nhạy bén cho đội ngũ cán bộ chỉ huy và nâng cao sức bền bỉ, dẻo dai cho bộ đội trong thực hiện nhiệm vụ. Để làm tốt công tác huấn luyện thì chúng tôi bám sát vào các hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ huấn luyện của các cơ quan chức năng của cơ quan Bộ Tư lệnh, để xây dựng cái kế hoạch một cách khoa học phù hợp với cái nhiệm vụ. Trong đó thì tập trung vào nâng cao chất lượng huấn luyện ban đêm, huấn luyện về cơ động, di dịch chuyển và từ đó để nâng cao cái chất lượng huấn luyện cho cái về đội ngũ chiến thuật và diễn tập chiến thuật các cấp để đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ trong cái huấn luyện trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó thì để nâng cao được cái đó thì chúng tôi đã tăng cường vào trong kế hoạch là cái huấn luyện bổ sung về thể lực để bộ đội cán bộ chiến sĩ có cái thể lực tốt đáp ứng được cái yêu cầu huấn luyện trong cái cường độ cao. Tổ đội về vị trí chiến đấu. Tổ bắn. Tổ bộ đường không mục tiêu 001. Góc tầm 260. 260. Độ tà 30.02. Hướng thuận sang phải 030. Đêm xuống cũng là lúc pháo thủ thể hiện tài năng, bản lĩnh của mình. Với điều kiện ánh sáng, tầm nhìn bị hạn chế, đòi hỏi mỗi pháo thủ phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa tai nghe khẩu lệnh, mắt quan sát kính ngắm và tay thao tác máy hướng để lấy phần tử nhanh, chính xác. Đối với chúng tôi, về những khó khăn trong huấn luyện ban đêm, thứ nhất là về thao tác hiệp đồng giữa chỉ huy và phân đội pháo thủ. Đầu tiên là phải bảo đảm an toàn do quá trình đêm tối quan sát hạn chế. Thứ hai là về hiệp đồng chỉ huy khi bắn mục tiêu, các mục tiêu. Hiệp đồng từ chỉ huy cấp trên xuống đến phân đội pháo thủ, thao tác của từng chiến sĩ pháo thủ phải chặt chẽ và bảo đảm an toàn. Các đồng chí chú ý, nghe tôi bổ sung vào trận đêm. Vật chuẩn 47,
cây con gà trên điểm cao 58. Thấy vật chuẩn, tiểu đội trinh sát chú ý khẩn trương đo báo phương vị, xác định cự ly. Phản xạ nhanh, cơ động linh hoạt, thao tác chính xác là những yêu cầu đặt ra cho các pháo thủ trong từng khẩu đội khi bước vào huấn luyện đêm. Đèn pin, gậy chỉ huy, đèn nhiều màu thay thế cho cờ chỉ huy và báo tín hiệu để bộ đội nhận biết, đồng thời bảo đảm an toàn trong quá trình huấn luyện. Bên cạnh đó, đơn vị cũng bố trí các loại đèn thiết bị tượng trưng giả tạo âm thanh hỏa lực địch để rèn luyện bộ đội như trong trận chiến đấu thật. Thông qua những buổi huấn luyện đêm như thế này, mỗi người lính đều tích lũy cho mình những kinh nghiệm riêng để bền sức hơn. Ý chí và tinh thần được tôi luyện qua những thử thách, khó khăn đã giúp người lính có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ và những mục tiêu đã đề ra. Đối với pháo thì thao tác phải chính xác từ ban ngày thì sẽ phục vụ về ban đêm, về quá trình thao tác sẽ thuận tiện hơn. Và về cái nguyên tắc huấn luyện này, từ đơn giản đến phức tạp, những cái buổi đầu tổ chức huấn luyện về ban đêm này chúng tôi cũng làm tập chậm từng vấn đề, từng nội dung để cho hạ sĩ quan chiến sĩ đồng chí có thể nắm được về cái thao tác và cái trình tự. Đến khi trình độ của từng cá nhân được nâng lên, đáp ứng là phân đội cũng tốt hơn thì chúng tôi sẽ tiến hành luyện tập tổng hợp quá trình huấn luyện để cũng xây dựng các cái kế hoạch xử trí trong ban đêm khi có tình huống xảy ra, làm nhằm nâng cao cái khả năng xử trí tình huống đối với phân đội. Ví dụ như trong các cái tình huống mất điểm dấu, khi chúng ta không quan sát được về điểm dấu thì chúng ta có thể sử dụng các cái vật dụng xung quanh để bảo đảm được hoàn thành được cái nhiệm vụ. Với mục tiêu bắn chính xác mục tiêu ngay ở loạt đạn đầu tiên, do đó trong suốt quá trình tập luyện, các pháo thủ đều phải cố gắng nỗ lực từng ngày vượt qua giới hạn chính mình, nỗ lực nâng cao trình độ, kỹ năng yếu lĩnh trong từng nội dung huấn luyện, duy trì huấn luyện nghiêm, thành thạo tính toán phần tử pháo binh và kỹ năng bắn chính xác là nền tảng vững chắc để những người lính pháo binh làm chủ dàn pháo Katyusha. Trong thời gian tới, lữ đoàn tập trung vào chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy và rèn luyện kỷ luật, tổ chức huấn luyện cho các phân đội chắc về cái trình độ chuyên môn của pháo binh, tổ chức huấn luyện ở các cái địa hình mới lạ, cự ly xa, đáp ứng được cái yêu cầu của trong cái chiến đấu pháo binh là hỏa khí phân tán và hỏa lực tập trung. Từng bước trưởng thành qua các đợt kiểm tra diễn tập đã thể hiện tài năng, bản lĩnh của những người lính pháo binh nơi đây. Thành công ấy được hun đúc từ tinh thần, ý chí của đội ngũ tập thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị, được tôi rèn với hàng nhiều giờ huấn luyện trên thao trường khắc nghiệt. Góp phần vào thành công ấy còn có sự đóng góp lặng lẽ của những người lính làm công tác kỹ thuật tại đơn vị. Những con người với nhiệm vụ bảo đảm trang khí tài luôn hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Có mặt trong đội hình chiến đấu của binh chủng pháo binh từ hàng chục năm cùng cường độ huấn luyện cao ở mọi điều kiện địa hình thời tiết đã khiến một số bộ phận chi tiết trên pháo BM-21 xuống cấp, thiếu đồng bộ, vật tư thay thế khan hiếm, đòi hỏi mỗi người lính kỹ thuật phải vận dụng linh hoạt kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, nắm bắt nhanh hỏng hóc và đưa ra phương án sửa chữa, khắc phục kịp thời, bảo đảm công tác huấn luyện chiến sĩ luôn bảo đảm theo kế hoạch. Đối với pháo B-21 thì cái tuổi thọ của nó cũng khá là nhiều năm rồi, đòi hỏi chúng tôi là phải có những cái phương pháp kiểm tra, rồi bảo dưỡng sửa chữa từ các cụm khối chi tiết trong pháo để mục đích rằng là mình sẽ luôn luôn duy trì được cái sự ổn định đối với khối vũ khí trang bị, và thứ hai là mình sẽ tăng cường là giúp cho là kéo dài cái tuổi thọ pháo B-21 được bền vững hơn. Đối với cái cụm khối của trên pháo BM ấy, thì nó là liên quan đến là điện tử nhiều, thì đòi hỏi là người thợ là phải thường xuyên là kiểm tra hệ thống vi mạch, những con trở, những rơ le để biết được nó là hỏng hóc ở chỗ nào, thì từ đó để mới khắc phục được để biết một cách sửa chữa. Chiến tranh hiện đại đặt ra những yêu cầu cao cho công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của hầu hết các đơn vị, đặc biệt là khả năng chiến đấu linh hoạt và bảo toàn lực lượng trước độ chính xác cao của vũ khí đối phương. Đối với bộ đội pháo binh, vấn đề đặt ra trong công tác huấn luyện là khả năng cơ động nhanh, hiệu quả trong mọi tình huống,
để phát huy tối đa ưu thế đột kích, hỏa lực mạnh trên chiến trường. Với sự khổ luyện ngày đêm trên thao trường, ý chí quyết tâm, bản lĩnh vững vàng, những pháo thủ của lữ đoàn 204 đã và đang vượt qua những thử thách, hoàn thiện hơn nữa trình độ kỹ chiến thuật để trở thành những người lính chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng của binh chủng pháo binh, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chương trình Tạp chí Khoa học Quân sự tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý khán giả và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.